chào cả nhà, Vita đây. Đây là video đầu tiên Vita quay vào năm mới này. Đầu tiên hết, Vita xin kính chúc tất cả các bạn, tất cả các cô chú, anh chị, tất cả các ông bà, tất cả các em, tất cả các cháu, tất cả các con một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới vạn sự như ý, một năm mới sức khỏe đủ đầy và một năm mới tiền bạc đủ xài. Vậy đi ha. Video đầu tiên này Vita sẽ chia sẻ với cả nhà về hai công thức để cho cả nhà có thể tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch cho cả nhà được cải thiện, được tăng lên và đấu tranh lại với vi khuẩn và virus trong những ngày gần đây ở Việt Nam mình. Và chúng ta được biết đến một cái nạn virus corona là 2019 COV từ Vũ Hán, Trung Quốc, đúng không nào? Thật là đau lòng khi sáng nay Meta được biết tin là có rất là nhiều cái chuyến bay được đáp từ Trung Quốc sang Việt Nam vào ngày hôm qua. Và người ta được thêm một cái tin nữa là tối nay có khả năng có một cái chuyến bay đáp từ Vũ Hán sang Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh nữa. Thật là buồn. Nhưng biết làm sao được, chúng ta là những người dân bình thường. Trước khi thay đổi một điều gì đó của xã hội thì hãy cho mình một cái sức khỏe ổn định, bền vững. Và một trong những điều đó, hãy nâng cao cái sức đề kháng của các bạn lên. Vita sẽ chia sẻ với các bạn hai công thức, một công thức màu xanh và một công thức màu vàng. Hai công thức này cả nhà có thể uống hàng ngày trong cái giai đoạn này và cả nhà sẽ an toàn ha. Ngoài ra thì để an toàn đó thì cũng không hẳn chỉ uống không đâu. Thì lưu ý 15 cái điều mà Meta gợi ý cho cả nhà hãy cố gắng thực hành ở trong cái video số 80 đó. Cả nhà nỗ lực lên và cả nhà luôn luôn phải ghi nhớ rằng là virus nó rất là độc, nó phát triển rất là nhanh. Tuy nhiên nó không dễ dàng, nó phát triển trong cơ thể của bạn nếu chúng không có tế bào chủ hay còn gọi là vector. Hãy lưu ý điều đó và các bạn sẽ an toàn ha. Công thức thứ nhất là công thức màu xanh trước ha. Trong công thức màu xanh thì Meta sử dụng những cái loại bột đó, những loại bột ví dụ như là bột tảo là Chlorella đó, bột cỏ lúa mì đó, hay là bột tảo Spirulina và các loại bột cỏ, bột rau như là bột kale hay là bột bông cải, mầm hạt bông cải xanh. Và Meta sẽ dùng thêm với các bột bổ sung kháng khuẩn kháng như là bột này, là bột quế này, bột ớt này, bột nghệ nè, bột gừng nè. Đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ dùng cho. Một điều quan trọng không được thiếu trong những công thức Meta sẽ giới thiệu sau đây đó là dầu ô liu. Dầu ô liu các bạn sử dụng 15ml cho đến 30ml trong một phần nước như thế này là cực kỳ đặc biệt cho cái việc mà chống khuẩn và kháng khuẩn và kháng virus ha. Công thức đầu tiên như sau: 3g tảo Spirulina, 3g tảo Chlorella, 8g bột cỏ lúa mì hoặc 0,5g bột nước ép cỏ lúa mì, 3g bột mầm hạt bông cải xanh hoặc 3g bột cải kale, 10g bột protein thực vật không đậu nành, không gluten hoặc không có cũng không sao, 15-30g dầu ô liu ép lạnh, 10g hạt chia, 15g kháng sinh tự nhiên gừng rền lên men, bổ sung thêm bột nghệ, bột gừng, bột quế, bột ớt, mỗi thứ một ít, mỗi thứ khoảng 1/5 muỗng cà phê là ok. Tất cả các công thức này được pha trong 500-700ml nước mát khoảng 20 độ C hoặc là nước dừa, rất tốt. Và sau khi pha các bạn lắc đều lên thì các bạn sẽ có được cái bình như thế này. Mình sẽ dùng cái shaker, cái lắc lắc như bartender làm ấy, xong rồi mình lắc đều xong mình cho vào đây. Và nước này các bạn sẽ uống trong ngày, nếu mà chưa uống hết thì cứ để trong tủ mát 4 độ C uống dần trong ngày, không thành vấn đề gì hết. Công thức thứ nhất. Công thức thứ hai là công thức nước ép vàng. Công thức nước ép vàng này Meta khuyến khích nếu bạn có gừng tươi, có nghệ tươi, có cam tươi, có chanh tươi thì các bạn làm rất là tuyệt vời. Ở trong cái video thứ mấy mình không nhớ số, trên cả kênh Morning Meta, Meta có để công thức nước ép vàng. Công thức đó cực kỳ đặc biệt. Trong công thức nước ép vàng hôm nay Meta bổ sung thêm một chút xíu cho vấn đề tăng cường cái việc kháng khuẩn và kháng virus. Và công thức đó như sau.
Công thức thứ hai có thành phần như sau: 50g nghệ tươi, 15g gừng tươi, 1g tỏi tươi, ép lấy nước. Sau đó bổ sung vào 50ml nước cốt chanh, 200ml nước cam vắt, 15ml kháng sinh tự nhiên gừng riền lên men, 15-30ml dầu ô liu, 10g hạt chia, bổ sung bột ớt, bột quế, mỗi thứ 1/5 muỗng cà phê, sau đó được pha trong 500ml nước mát hoặc là nước dừa nhé. Và một số điều lưu ý khi các bạn sử dụng nước này như sau. Thứ nhất là nước này có thể uống mỗi ngày. Thứ hai là già trẻ lớn bé đều có thể uống được hết. Thứ ba là đối với phụ nữ mà mang thai dưới 3 tháng tuổi thì sử dụng công thức thứ nhất ok, công thức thứ hai sẽ giảm một nửa tất cả các kháng sinh mình đề cập. Đặc biệt là gừng, hãy giảm một nửa lượng gừng trong công thức số 2. Và đối với phụ nữ mang thai trên 3 tháng thì không vấn đề gì cả, các bạn có thể sử dụng ha. Rồi đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì sử dụng dưới 50ml mỗi ngày thôi. Đối với trẻ em dưới 11 tuổi thì sử dụng khoảng 100-200ml mỗi ngày là ok. Trên trẻ em trên 12 tuổi thì sử dụng bao nhiêu cũng được, tùy khả năng của các cháu. Đó. Và một lưu ý nữa là không thể thay thế bất kỳ dầu ô liu trong công thức trên với bất kỳ một loại dầu nào khác các bạn nhé. Và video hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Mình xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe đủ đầy và tiền bạc đủ xài một lần nữa nhé. Bye bye.